Ơn các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3, tuần 22, trang 37. Chính tả, một nhỏ, nghe viết. Thì hôm nay các em sẽ viết một đoạn nói về nhà thông thái ông Trương Vĩnh Ký. Thì ông Trương Vĩnh Ký sinh năm 1837 và mất năm 1898. Thì ông là một người có hiểu biết về rất rộng, thì ông đã soạn thảo tới 26 ngôn ngữ và tham gia nhiều cái nghiên cứu quốc tế, thì để lại cho chúng ta đã hơn 100 bộ sách có giá trị về ngôn ngữ lịch sử. Thì người đương thời đã liệt ông vào là hàng 18 nhà bác học nổi tiếng thế giới. Rồi bây giờ các em sẽ chuẩn bị tập viết để các em viết bài chính tả hôm nay có tựa đề là Một nhà thông thái. Rồi các em xuống dòng. Ông Trương Vĩnh Ký là người có hiểu biết rất rộng. Ông Trương Vĩnh Ký là người. Ông Trương Vĩnh Ký là người. Ông Trương Vĩnh Ký là người có hiểu biết rất rộng. Có hiểu biết rất rộng. Có hiểu biết rất rộng. Chấm. Nhà thông thái này. Chấm. Nhà thông thái này. Nhà thông thái này sử dụng thành thạo. Sử dụng thành thạo. Sử dụng thành thạo tới 26 ngôn ngữ. Tới 26 ngôn ngữ. Tới 26 ngôn ngữ. Phải tham gia nhiều hội nghiên cứu quốc tế. Tham gia nhiều hội. Tham gia nhiều hội. Nghiên cứu quốc tế. Tham gia nhiều hội. Nghiên cứu quốc tế. Chấm. Ông để lại cho chúng ta. Ông để lại cho chúng ta. Ông để lại cho chúng ta hơn 100 bộ sách. Hơn 100 bộ sách. Hơn 100 bộ sách có giá trị về ngôn ngữ. Có giá trị về ngôn ngữ.
có giá trị về ngôn ngữ. Phải lịch sử. Phải lịch sử. Phải văn học. Văn học. Phải địa lý. Địa lý. Phải ba chấm. Người đương thời. Người đương thời. Người đương thời. Liệt ông vào hàng 18 nhà bác học. Liệt ông vào hàng 18 nhà bác học. Liệt ông vào hàng 18 nhà bác học. Nổi tiếng thế giới. Nổi tiếng thế giới. Nổi tiếng thế giới. Chấm. Rồi các em xuống hàng các em sẽ viết là theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Như vậy thì các em vừa viết xong bài chính tả thì sau khi viết xong các em nhớ kiểm tra lại phần lỗi chính tả của mình nha. Rồi bây giờ các em sẽ qua câu số 2 nhỏ. Tìm các từ A chứa tiếng bắt đầu bằng R, G hoặc G có nghĩa như sau. Máy thu thanh thường dùng để nghe tin tức. Thì ở đây máy thu thanh thường dùng để nghe tin tức. Mà bắt đầu bằng là R, G hoặc G. Thì ở đây máy thu thanh thường dùng để nghe tin tức đó là radio. Như vậy thì từ này có chứa tiếng bắt đầu bằng R là radio. Rồi tiếp theo, người chuyên nghiên cứu bào chế thuốc chữa bệnh đó là dược sĩ. Như vậy thì từ này bắt đầu bằng R là dược sĩ. Rồi tiếp theo, đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút đó là giây. Như vậy từ giây có tiếng bắt đầu bằng gì? Rồi tiếp theo câu B. Chứa tiếng có vần ướt hoặc ướt có nghĩa như sau. Tức là các em sẽ tìm từ có tiếng có vần ướt hoặc ướt. Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ đó là cày thước. Như vậy, dụng cụ để đo, vẽ, kẻ là thước có vần ước. Thi không đổ là thi như thế nào? Thi trượt. Như vậy là có vần ư ơ và ước. Vần là trượt. Người chuyên nghiên cứu bào chế thuốc chữa bệnh là dược sĩ. Như vậy thì ở đây có từ có vần từ dược sĩ thì có vần ước là dược sĩ. Như vậy thì ở câu số 2 này các em sẽ trình bày là máy thu thanh thường dùng để nghe tin tức là radio, là những cái tiếng mà những từ chứa tiếng bắt đầu bằng R, G hoặc G. Thì máy thu thanh thường dùng để nghe tin tức là
Radio. Người chuyên nghiên cứu bào chế thuốc chữa bệnh là dược sĩ. Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút là giây. Rồi tiếp theo, các từ chứa tiếng có vần ướt hoặc ướt có nghĩa như sau. Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ là thước. Thi không đổ là trượt. Người chuyên nghiên cứu bào chế thuốc chữa bệnh là dược sĩ. Rồi tiếp theo là câu số 3. Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động. A chứa tiếng bắt đầu bằng R, reo hò. Ví dụ như là rồi tiếp theo là chứa tiếng bắt đầu bằng D là dạy học, chứa tiếng đó bắt đầu bằng G là gieo hạt. Như vậy các từ chỉ hoạt động chứa tiếng bắt đầu bằng R, reo hò, ví dụ thêm đó là ra lệnh, rồi rống lên, rung cành, vân vân. Còn bắt đầu bằng giờ thì đây có dạy học thì như là dạy dỗ, dạo chơi, dắt trâu, vân vân. Rồi chứa tiếng bắt đầu bằng gì, ví dụ gieo hạt thì gieo rắc, giao việc, giãy giụa, giặt đồ, giành lại, vân vân. Rồi tiếp theo chứa tiếng có vần ướt, ví dụ trượt chân thì có là trượt ngã, vượt qua, tập dượt, lướt nhanh, rượt đuổi, vân vân. Rồi chứa tiếng có vần ướt là bước lên thì có là bước đi, rước đèn, tước vỏ cây, bắt chước, vân vân. Như vậy thì các em sẽ tìm như sau. Câu A chứa tiếng bắt đầu bằng R, reo hò, ra đi, ra lệnh, rống lên, rung cành, vân vân. Chứa tiếng bắt đầu bằng giờ như dạy học, dạy dỗ, dạo chơi, dắt trâu, vân vân. Chứa tiếng bắt đầu bằng gì như là gieo hạt, gieo rắc, giao việc, giãy giụa, giặt đồ, giành lại, vân vân. B chứa tiếng có vần ướt như là trượt ngã, vượt qua, tập dượt, lướt nhanh, rượt đuổi. Chứa tiếng có vần ướt bước đi, rước đèn, tước vỏ cây, bắt chước, vân vân. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh thầy Linh để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.